Diễn viên Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 và cầu thủ Tiến Linh sinh năm 1997 đang tìm hiểu nhau. Cả hai quen nhau qua Facebook. Tết Nguyên Đán vừa qua, khi cầu thủ sinh năm 1997 từ Thái Lan về Bình Dương, nơi anh thi đấu, cũng là quê Hồng Loan, cả hai đi lễ chùa, ăn uống và dạo phố. Hồng Loan nhận xét hiền lành, thật thà và biết quan tâm đến người khác. Tôi không quan tâm đến tuổi tác, quan trọng có hợp nhau hay không. Tiến Linh là chàng trai cầu tiến, đam mê với bóng đá. Chúng tôi xuất thân từ gia đình bình thường nên có chung suy nghĩ và quan điểm sống, cô nói. Hồng Loan và Tiến Linh. Ảnh, Hồng Loan. Hồng Loan bất ngờ khi mối quan hệ của cả hai nhận được sự quan tâm của công chúng. Từ khi vào nghề, cô kín tiếng đời tư, chưa từng công khai bạn trai. Tuy nhiên, cô vui vì được nhiều người ủng hộ. Tiến Linh cho biết ban đầu ấn tượng ở ngoại hình của Hồng Loan. Sau khi tiếp xúc, anh thấy yêu mến tính cách chân thành, dễ thương và vui tính của cô. Cầu thủ không ngại công khai tình cảm trước công chúng. Những lúc ở xa, cả hai quan tâm nhau qua những cuộc điện thoại, tin nhắn. Trong lần ra Hà Nội làm việc, Tiến Linh đưa Hồng Loan đi chơi tại phố đi bộ. Huỳnh Hồng Loan được chú ý sau khi tham gia MV của Sơn Tùng MTP. Sau đó cô tham gia nhiều dự án phim như Tiệm Ăn Dị Ghẻ, Như Khúc Tình Ca, Mạc Gia Ký, Cung Đường Tội Lỗi, Truy Tìm Hung Thủ, Gia Đình Ngũ Quả. Sắp tới cô vào vai thư ký tòa án trong phim. Tiến Linh quê ở Hải Dương, đang thi đấu vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ bóng đá BK Med Bình Dương. Trong màu áo tuyển quốc gia, Tiến Linh cùng đồng đội vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019. Hồng Loan xuất hiện trong MV Âm Thầm Bên Em của Sơn Tùng MTP. Video, YouTube, Hiểu Nhân Let's Blog X, Y.